chuột ở ngoài đây này. Chuột đây này. À, có cả chuột trong đấy ạ. Ừ. Vào đây làm cái cho ăn nó ăn no nó bằng cái này thôi. Úi giời, giống như chuột ấy. Úi giời. Ra lối. Con này đập chết được không ơi? Úi giời. Úi giời. Úi giời. Úi giời. Thấy đập lát luôn. To quá mà nó to quá. Thấy đập lát luôn. Ra rồi. Anh nhìn nó vòng đây nó đi anh phát đầu nó anh ngã vất vào vòng đây phát đầu nó trụi đây. Muốn đi anh luôn á? Muốn đi anh luôn à? Ngã xe anh vất vào vất đây này em nhìn này. Thế có việc gì không? Ngã xe có việc gì không? Không chỉ xước tí thôi nhưng mà vật xe anh đây anh. Nếu không chạy nhanh qua đấy thì nó đớp vào người anh. Có chân đổ đổ hay nó cắn rồi. Đây không biết là lúc nó cắn hay là lúc nào mà nó anh hãi quá anh không hoảng quá rồi nó chui chỗ lỗ này mà. Mọi người thì anh ấy là anh đi gặp một con rắn nó chạy ngang đường thì anh phi xe anh ngã đây mọi người nhé. À, nhưng anh nhìn rõ nó chạy cống này. Ừ, anh thấy nó về phát ảnh vất xe phát rồi anh bỏ đây. Nó tui đây. Mày dọn xe cho chú đấy. Tui về này chú ạ. Nó chui nó luồn đây là anh hãi quá chạy. Anh cứ anh chạy nó luồn vào đây rồi. Anh em tìm thế nào. Tìm thế nào. Tui cống rồi anh ạ. Đó, không biết là nó chui cống hay là nó chui khu vực này này. To lắm. Chui cống rồi. Anh hoảng quá. Tìm anh em tìm nào. Tui chân sâu. Hả? Toàn vỏ chai thôi anh em ạ. Vỏ chai á? Ừ. Cái khung này là kiểu là ngày xưa đây nè. Công nào còn đơm đó đây. Công nào đánh cá đây này. Ừ. Chắc con bữa nước lên là không đơm đó đây. Ui giời ơi anh hại lắm cơ. Đủ anh em. Bụt hết rồi. Xem. Ui. Xem xem. Cái gì đây? Con rắn trong cái đó này. Con rắn trong đó. Hay nó chui đấy. Lui thế nào? Hay nó chui đấy. Con rắn trong cái đó rồi. Lui thử xem nào anh. Có đơm đó đi đâu. Đó có rắn trong đó à? Ui giời ơi, cứ đắng thế. Có phết đấy. Ghê. Đây này cái đó. Cho tôi xem ạ. Ui, nó vướng. Cổ lắm rồi. Thế nó chui đấy. Đấy, có khổ. Ui, chắc có đấy, đọc. Ui, đấy. Ui, nhiều thế. Bên đây thế nào? Ui, giời ơi. Nó to luôn. Cho nổi kia mà, cho động cái cả. Cho giữa chân này. Giữa chân, Còn nào không? Anh em ơi. Kì đây. Đây này, con quặn đây này. Đâu. Ui. Ui. Nó quặn đông đặc đây luôn này. Ui đặc luôn trong cái cống này mọi người đặt rắn công này. Kinh ghê. Chưa. Ui đặc kín luôn. Cái này nó nâu đỏ. Nâu đỏ. Ui nó nhảy nhau. Nhảy nhau mua ăn nhảy nhau. Nâu đỏ anh ạ. Nâu đỏ. Ra khối rồi. Ui này, này. Như quả bóng này. Ui như quả bóng kìa. Anh em này. Nó được đầy đấy đặc cái này. Đặc thịt luôn. Đặc thịt luôn toàn rắn công anh em ạ. Ui giời ơi. Vỗ này này. No. Hai nhầm nêu nêu đây. Cho lùi vào kia tí ạ. Ui giời cho lùi vào kia tí. Ôi nó sai. Rõ ra thế nào. Ui giời ơi. Ui cẩn thận chân nhỉ. Ui cái đầu này. Cái đầu kìa. Ui giời ơi. Nó không ra, nó. Thấy đập lát luôn. Nó to quá. Thấy đập lát luôn. Tôi đấy. Ra rồi. Bình tĩnh. Rồi em ạ, bình tĩnh thôi, bình tĩnh thôi. Nó ra đấy, nó cắn em ơi. Ôi, ui, nó kéo đầu ra kìa. Cái thằng này. Cái kìa. Có làm hơn cân không ạ? Tọa đầu đây. Rời, một con này mấy cân, nhưng mà cân sao hết được. Có người ra xe lấy túi đi. Đây. Quá anh em ạ. Hơn cân. Đây. Góp kinh khủng luôn bà con. Hai thằng đỗ đi. Cho mạnh ra nha mày. Đập đi. Đấy. Anh Thanh. Đang bỏ ra để bỏ đi. Đúng rồi. Rồi. Đừng nắng ngoảng. Chui hết vào đây. Ui, con vành. Con to khỏe. Cẩn thận chân. Nó còn ổ đây. Ổ đây. Quá. Em chọc con này em ạ.
ghé toang đó ra nhá. Ừ, lại chạy được. Lại chạy được này. Nó chuẩn các lời cả. Các lời luôn anh ạ. Ủa chưa. Ơ con này mình vừa nãy mình cầm mà. Nó lại chui vào à. Nó lại chui vào à. Đấy không ạ. Ôi. Nó đập vào một con rồi. Đập một con rồi, kẹo đầu luôn. Ôi chết rồi. Đập trúng đầu nó này à. Chết luôn rồi. Con chết luôn đi. Rồi, chết luôn rồi. Có mỗi con đấy mà đi đập phải. Thôi. Mỗi con đây mà cũng đập phải này. À. Thế luôn rồi. Sao? Tối nay anh em cá có thịt nhậu cái nồi rồi. Đưa xem nào. Ngất thôi. Nó ngất thôi, nó ngất thôi, nó giả vào đấy. Ui, 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 chạy nhanh chưa? Ui, còn cái ổ kia kìa. Được rồi, đi, bỏ túi đi. Đây, 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 này, 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 này. Cẩn thận đấy. Nó giả vào đấy, nó đang giả vào, nó nghẹt kèm nữa, nó giả vào đấy. Dưới này, nó không chết à. Còn khỏe. Đập vào nó ngất đi. Ui giời. Khiếp. Cẩn thận, cắn đấy. Chân nhá, rắn quá, chân của rắn đấy. Đây này, chân đằng trước này. Ui, cái ổ này nó đập cả đằng trước này. Này, nặng cực luôn này. Mấy con nhá, anh em đếm cho mấy con nhá. Đưa cái cổ nó đẩy, nó chạy ra không bắt được đâu. Cắm cái ổ này cho mấy con nhá. Đúng rồi, cầm túi đây cái anh. Ui, ui. Bắt con này trước chân nhá, đừng lại. Anh em nó sống lên lâu đời rồi anh em ạ. Cả tổ luôn này. Con nào cũng giữ anh em. Kiến gì cũng chưa này. Làm cái này hại hùng luôn. Ui. Đúng rồi, nó kì. Đấy rồi, cho vào túi. Nhiều thế nhỉ. Đây, 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 đây. Ui, chính tỏ là cái đó này ở đấy lâu năm rồi. Nhầy, này, cẩn thận cái đó chân đấy anh em nhá. Trong này chắc còn 17 con cục này trong này. Chính tỏ là công đơm ở đây lâu rồi, không cá cũng không nhấc lên. Đấy, không nhấc lên, cũng rắn nó vui vào đây. Đầy xương cá này như anh. Ừ, bố không để ý đến nó không bây giờ. Lúc cục đường này nó cứ vậy. Con này con thứ tư đúng không? Ừ, 4 năm con. Con thứ tư đấy, con kia là 5 con, trong đấy riêng tất cả này 5 con rồi. Ui giời. Rồi chưa bây giờ nhưng tổ rắn nhiều. Con này đang yếu thì cứ cạn nó nằm đi. Không, không chết lắm. Không. Con này tối nấu cháo luôn. Con này tối nấu cháo luôn. Ừ. Nấu cháo ăn được à? Cháo nướng nướng được. Không ăn chưa? Ui giời. Anh em ơi, cái này nóng. Ông đổ luôn, đập luôn cái xe này. Đập luôn này. Ui cái đầu nó ngay đây này. Ui đầu. Cái đầu nó một đống đầu đây này. Con chưa đăng luôn á. Đây này đây. Quay cho người xem. Này quay cho người xem. Đập luôn cái đấy là sao nào? Ui không ra được. Cho mạnh lên. Rơi chân đi nhá. Nó chui đầu nó kia ra nhá. Cẩn nhá, cái đó mục rồi. Thò tay vào trong đấy. Đây trong nó. Đập đi. Đây. Ra. Cái này nó mục rồi mà. Cái này họ đơm lâu rồi, đơm cá lâu rồi nó mục đấy. Kéo xé này. Đây. Không biết đầu nó đâu. Kiếm bự. Cuộn hết vào đây còn đâu mà. Này nó lâu đời rồi, ngươi chứ cong kéo để ý. Căn bản là nó cặn nước rồi. Đấy, cong kéo để. Nó chui trong gầm cái cống này nữa. Đấy, được. Quá kinh khủng. Có cụ lúc mà ăn cá không ra được. Ui giời. Này nó cong kéo để ý đến đỉnh lại nhiều lắm. Nhiều chưa kìa. Dạ mà. Ổ rắn luôn anh em ạ. Đấy, cẩn thận đầu đấy. Thận nó mập cho. Nó sống này. Đầu ôi dồi. Nó chui trong nó có cả chuột trong này đây này. Chuột, tổ chuột đây này. À, có cả chuột trong đấy à? Ừ. Vậy là cá chuột ăn no, nó nằm kia mày thôi. Úi giời, đống nó đổ ra nhá. Úi giời. Sao rồi? Con này đập chết là con không ạ? Ừ. Úi giời ơi. Úi giời. 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 Anh em ơi, quay anh cứ bình tĩnh. Nó đọc phía mầm này nhá. Nó giống cái rắn này. Ờ, to lên rồi. Nó ở trong cái đó. Rồi. Đâu không đâu, cầm một cái túi trong cái này. Vang dưới đây. Úi giời ơi. Quá nhiều. Con kia chết rồi. Không phải chết đâu. Con đấy tử nạn. Tử nạn rồi. Kinh. Hai con này dài đốn đuốt luôn. Nè. Bỏ túi ra. Ui giời. Kiếp nhau nhau nhau. Ê con này đang bỏ. Trong này rắn nữa đấy nhỉ. Rõ nhỉ, vì nó sống lên lâu đời rồi. Bố để ý. Trong này sao? Nó sống lên lâu đời rồi, nó có cả thịt ăn. Cá với lại cá cả chuột, các kiểu. Bỏ hết vào một túi đấy à? May thế nhỉ, ai mà đi xó tay vào thì ăn đủ. Người ngoài này không về. Anh em đập cái đó ra một đống rắn luôn. Quay anh chào. Ôi kéo cái nó xong cái túi đấy.
kinh nhỉ. Cái này nó trong cột nó chuyển ra. Ui, nó chạy nhanh chưa? Ui, giờ bắt đây con vàng. Đảo vào. Đấy, lại vào kìa, nó quen chỗ rồi. Ui, nó chui cái đó. Đây, con này đây này. Con này nặng vết. Nặng không? Vết. Con này độ phân mấy không? Chắc. Đây mọi người nhìn này. Đây này mấy anh em mới bắt được con này. Con này hơn cân. Con này phải cần 1 cân 7 cân 8 con này. Ui này con này có mặt trăng. Hả? Đâu mặt trăng đâu. Ừ nhảy. Hai cái mặt trăng luôn. Sợ nhỉ. Ui giời. Đúng là nó cắn phải chết người luôn anh em các bạn đâu. Chết toi luôn đi. Ra chưa? Kinh. Cái này là chỗ này bắt tránh cái đem cái túi để bỏ luôn. Đây đây đây. Cẩn thận cái con đằng sau nhá, chết chết rồi anh ạ. Cái túi nó cháo rồi không ơi. Bỏ hôm nay đi. Ôi, cứ bỏ anh Thư kìa. Nay ăn to rồi. Có mày rồi. Hôm nay mấy này mà ăn mấy anh em này, bắt mấy con này mang về rồi anh ạ. Tối nay nhậu quá kia luôn. Còn con này anh ơi. Con này đơ rồi. Con này đập một phát đơ rồi. Lên này đây cho mình xem đơ luôn. Ôi. Này nó giả vờ đấy. Đấy, giả vờ. Nãy không đâu. Nãy một nó bị đau nó ngất rồi. Đây vụt từ đây nốt đây. Không, vụt cổ nó đây. Đây cổ chảy. Chảy chưa? Chảy. Phát giữa cổ. Sống. Sống thì cũng về thì con này chứ để nó chết à? Thịt. Con này về 2 cân rưỡi. Đi đi. Con này về lên bình đi. Ừ, con này về bỏ mổ lên bình thôi. Nó nào đấy? Tại nào? Cẩn thận đấy, nó đang giống là nó cả giá nó cũng đi được đấy. Con này nó quăng thành phết. Cái cổ này gần biến đi nhỉ. Cái cổ này gần biến chắc. Rồi. Ok. Ok, vào hết túi rồi. Kinh. Quả nguyên. Đây mọi người ơi, thì hôm nay anh em mình nhận được một cổ của cái anh đây nhá. Thì coi thế là anh em mình đã bắt được trong cái đồ cổ của người ta đương đấy, không biết từ chắc là mười vài năm đấy nhỉ. Vài năm này lâu rồi. Hai bịch rắn này mọi người này. Anh sợ quá thế con. Chứng tỏ là cái một con nó trồi vào đấy là cả tổ ở trong đấy. Đúng rồi. Anh em đi về thì rắn đi. Đi về đi. Về thì cũng kia này. Kết thúc video đây mọi người nhá. Mọi người xem video cảm thấy hay nhớ like chia sẻ. Đăng ký kênh ủng hộ anh em nhá. Chào tất cả mọi người nhá.